Tâm Việt xin kính chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cũng là một chủ đề huyền thoại đó mọi người. Mình sẽ review về loa ha. Thì loa ngày hôm nay mình review là loa Alokio R95 nha mọi người. Bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, mình cùng đi review loa thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem sơ lược về loa mọi người ha. Nè mọi người, hai vòng gắn mic nè, một dây sạc micro, một remote và một cục sạc loa mọi người ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ bắt đầu review loa cho mọi người nghe. Giờ mình sẽ lấy cái điện thoại. Rồi mình mở nhạc cho mọi người nghe ha. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở loa lên trước. Mở loa lên trước nè. Này. Mình vào điện thoại ha, mình chuyển cho lỗ Bluetooth này. Tiếng cho mọi người nghe. Rồi, vào phần Bluetooth. Sau đó là đợi nó tìm tên ha. Khi mà cái chữ BT này đang nhấp nháy có nghĩa là chưa có điện thoại nào kết nối nha mọi người. Chưa có thiết bị nào kết nối. Mình tắt mình mở lại nè. Mọi người đợi xíu ha. Rồi, tên là loa kéo mọi người ha. Này, rồi nhấn vô nè. Rồi, chờ em. Rồi tiếp theo mình sẽ vào mở nhạc cho mọi người nghe. Mở nhạc là CS đi ha. Này. Mình tăng maximum lượng rồi nè. Giờ sẽ mở về 50 nè. Quảng cáo mọi người ha. Vé tàu đây đó, điểm máy lớn nhỏ. Tải ngay ứng dụng Sen đỏ nha. Đây, mình sẽ mở bít này ha. Xả lại đầu lúc đầu này, mình để âm lượng về 50 hết. Mọi người ha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe chiếc âm của loa này ha.
Rõ ràng không thu âm nha, chính xác là mình hát đúng với loa nha. Ok.
giờ mình sẽ thử micro nè, để âm lượng 50 ha. Đây cô 50 nè, để lai thì khoảng 30 thôi. Bát nó chém 50 hết nè. Rồi bây giờ mình sẽ alo thử ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo. Tới đây nó là nghe nhỏ rồi mọi người. Thì mình thử cái đồ này ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thường micro của mình á mà trung bình mà có thể kết nối và đi xa được thì khoảng tầm từ 7 tới 10 mét thôi mọi người ha, nó không thể đi quá xa được. Còn tùy vào chỗ mọi người ở nên tại vì nhiều lúc á, như không gian hôm nay mình có thể đi xa được một chút tại vì không có vật cản và cũng không có nhiều quá nhiều người. Còn nếu như mọi người ở chỗ không gian nhiều người á thì nó sẽ có vật cản thì micro của mình nó sẽ như là đi không có được xa lắm, không được xa mọi người. Tại vì có vật cản á. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đo kích thước loa cho mọi người nghe coi ha. Cho mọi người biết được thực tế loa ha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi bây giờ mình sẽ đo thực tế cho mọi người coi này. Đầu tiên thì mình sẽ đo bát la trước. Đây, bát la từ chỗ vòng ngoài này tới đây. Bát này là 38 mọi người ha. Bát 38 thì người ta thường gọi là bát 40 đó. Rồi chiều cao của loa từ trên này này xuống tới loa thì là 67. Còn xuống như bánh xe luôn thì là 73 mọi người ha. 73. Ngang của loa. Nào mình sẽ đo chỗ cao nhất ha. Này. Đây qua tới đây là 42 nè. Rồi, chiều sâu của loa từ đây qua tới đây 38 nha mọi người. Đây, 38. Rồi. Theo mình cảm nhận thì cái giọng loa này micro của nó hát mọi người ha. Nó hát nó rất là ok với giọng của mình. Tại vì giọng mình yếu nhưng mà mình hát micro thì mình thấy nó ổn. Ở ngoài chơi thì đánh cũng nói chung là nãy giờ thì mọi người cũng nghe qua không gian động nước thì mọi người cũng cảm nhận được rồi á. Cái này mình không cần nói nữa ha. Thì cũng như mấy loa khác thôi thì bao mạch nằm bên phía tay trái nha mọi người. Mình thì mình thấy là cái dòng loa này thì ngoại hình của nó thì nó hơi dịu dàng một chút, nó hơi uyển chuyển và nó hơi thanh lịch đó mọi người. Màu thì màu xanh tím hoặc là màu này màu xanh tím, mặt lưới thì màu đen ha. Nói chung là nhìn nó rất là dịu dàng. Mình thì mình cũng thích mẫu loa này lắm. Mình rất dịu dàng. Nó thanh thoát làm sao á. Video tới đây thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra một chút thời gian của mình để xem hết video ngày hôm nay. Nếu như mọi người yêu thích mẫu loa này, đừng quên để lại số điện thoại ở phần phía dưới bình luận nha mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.